Xin chào mọi người, mình là Vương Trùng Quế. Thì buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi cái kỹ thuật tạo ẩm trên bề mặt, cũng như là theo dõi quan sát ba cái luống, ba cái khu mà chúng tôi đang thử nghiệm cho ăn theo cái kỹ thuật mới, đó là phủ một lớp rơm ở trên mặt, rơm khô, và sau đó cho ăn trực tiếp trên lớp rơm để tạo một cái độ thông thoáng cho trùng nó lên nó ăn và nó phát triển một cách bền vững. Ngoài ra chúng tôi sẽ kết hợp phun cái tạt cái nước bụi phụ phế phẩm mũ trơm. Đây là cái loại phụ phẩm rất là giàu chất nhờn và độ ẩm rất là tốt cho chất nhờn của da. Chất nhớt của cái mũ trơm sẽ làm chất nhờn của da tiết ra tốt hơn và nó sẽ di chuyển nhiều hơn để nó ăn được phân và nó giao phối với nhau để sinh sản. Và đây là những cái luống mà chúng tôi mới thí nghiệm được khoảng 3 ngày. Mọi người thấy ha. Ngồi cái chất này sinh khối ở dưới thì chúng tôi sẽ phủ một cái lớp rơm khô trên khoảng mỏng mỏng thôi. Bên kia cũng vậy ha. Chúng tôi sẽ phủ lên và cho ăn từng vệt như thế này. Thì tôi sẽ mở trên mặt cho mọi người xem cái mật độ trùng nó nhiều hay ít ha. Ví dụ như chỗ này chúng ta thấy nè, trùng nó đã ăn hết nè. Đấy, có một số chú trùng đang nhồi lên ăn nè, mọi người thấy không? Tuy nhiên trong luống vẫn có giấy nhủi ha. Trong quá trình xúc phân, xúc giống hoặc là thu hoạch phân, chúng ta sẽ bắt và tiêu diệt giấy nhủi định kỳ luôn. Hiện tại trời đang âm u, chuẩn bị mưa nên chúng ta sẽ quét mé máng và cho nước nó thoát đi. Rồi tôi sẽ bóc cái chỗ này lên cho mọi người xem cái mật độ trùng nó nằm ở dưới cái lớp thức ăn, phân bò, loãng phủ lên trên bề mặt lớp rơm ha. Rồi sau đó tôi sẽ giải thích tại sao lại cho ăn kiểu này. Đây, mọi người thấy không? Rất là nhiều trùng nha mọi người. Rồi chúng ta bóc thử bên đây này. Đây cũng rất là nhiều trùng luôn nha mọi người nha, khỏe mạnh. Tại sao chúng tôi lại thử nghiệm cái kỹ thuật cho ăn này? Là bởi vì trùng là cái bản tính của nó, bản năng của nó là ẩn nấp, cư ngụ ở dưới những cái lớp phủ động thực vật, khôi mục. Đấy, khi mà chúng ta phủ một lớp rơm như thế này mà cho ăn phân cho nó thì nó sẽ núp ở dưới lớp rơm và nó sẽ ngoi lên nó ăn từ từ. Đấy, ngoài ra thì rơm trong quá trình nó nằm ở trong cái luống nuôi thì rơm nó sẽ hôi mục và tạo ra một cái nguồn thức ăn nữa cho trùng nó ăn. Đấy, đó chính là lý do tại sao mà chúng tôi tiến hành phủ rơm như thế này để thử nghiệm, sau đó chúng tôi sẽ áp dụng đại trà luôn. Đặc biệt trường hợp mà chúng ta bắt trùng thường xuyên cho ăn kiểu này thì khó là khó bắt trùng. Nếu mà chúng ta nuôi lâu dài bền vững để tạo sinh khối nhân giống thì nuôi kiểu này phủ rơm rất là tốt. Rồi tôi thì tiếp tục bóc chỗ này lên cho mọi người xem thử cái mật độ trùng nó nhiều ít ha. Đây, những con trùng rất là khỏe mạnh. Đây là trùng con đang phát triển và lớn ha mọi người ha. Bên này thử ha. Đây, cũng rất là nhiều trùng luôn. Chỗ nào mà trùng nó ăn hết rồi khỏi tạc rồi, chỗ nào mà còn phân khô mình tạc lên cho nó ẩm chút nữa, có chỗ chỗ nửa sôi, chỗ đầy quá đẩy nó đổ hết uổng. Đây là những cái cục mũ trơm này, chúng tôi ngâm cục mũ trơm mà phụ phẩm thải bỏ đi ấy. Chúng tôi ngâm cho nó tan, nó nhuyễn ra rồi chúng tôi sẽ tạc trên bề mặt để cho nó tạo một cái lớp ẩm hút tự nhiên. Trùng nó sẽ lên nó ăn và nó núp ở dưới cái lớp nó bả nha mũ trơm này. Thì sáng thứ bảy tuần này, tức là 2 ngày sau, chúng tôi sẽ tiến hành cho ăn lại. Mũ trơm bình thường thì nó rất là khô và cứng, khi mà bỏ nước vô ngâm thì nó tan ra, nó nở ra rất là nhiều khoáng vitamin và khoáng chất. Trùng nó ăn vô cũng góp phần tăng cái lượng vi sinh đường ruột để cho nó chuyển hóa dinh dưỡng và phân giải các hợp chất dinh dưỡng trong phân để làm thức ăn nuôi cơ thể của nó, từ đó sinh sản mạnh, ăn phân nhiều hơn, cho ra phân trùng nhiều hơn và năng suất trùng thịt nhiều hơn.
Thì trang trại Nắng và Gió dự án The Shade Plus chúng tôi đang mở cửa đón khách tham quan, trải nghiệm cũng như là học hỏi những kiến thức về nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng, kỹ thuật nuôi trồng quế, trồng rau sạch, hữu cơ. Thì mọi người có nhu cầu thì xin hãy liên hệ với số điện thoại tôi để phía dưới video này. Tôi sẽ trực tiếp đến thăm dẫn mọi người đến tham quan và hướng dẫn và tư vấn những cái kiến thức mà chúng tôi đã tác lập được trong suốt cái quá trình nghiên cứu thực nghiệm ứng dụng tại đây. Và nếu như mọi người có nhu cầu mua trồng quế về để xử lý rác hữu cơ hoặc là xử lý phân gia súc gia cầm thì cứ mạnh dạn liên hệ ở tỉnh hoặc là ở thành Ninh Thuận thì chúng tôi đều cung cấp được. Chúng ta bắt ngẫu nhiên chỗ này xem thì có trùng không ha. Đây, cũng khá là nhiều trùng nha mọi người. Rồi, rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem qua video về kỹ thuật nuôi trồng quế và một số cái phương pháp mà chúng tôi đang thực nghiệm, khảo nghiệm tại trang trại. Và nếu như mọi người có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc, góp ý nào thì xin hãy mạnh dạn comment ở phía dưới video này. Chúng tôi sẽ hướng dẫn và giải đáp thắc mắc cho mọi người trong hết khả năng của mình. Ngoài những sản phẩm về phân trùng quế, rau hữu cơ thì chúng tôi còn có những sản phẩm khác liên quan đến chế phẩm sinh học gờ nha đam, gờ chuối, chế phẩm vi sinh, cám men để cho mọi người về ủ phân hoặc là cho mọi người về để xử lý mùi. Khá là nhiều cái đường đi của dế nhủi này, chúng ta sẽ kiểm tra xem có dế trong này hay không ha. Dế nhủi là một loại thiên địch có hại, chúng ta cần phải bắt và tiêu diệt nó. Đây, trùng cũng rất là nhiều nha mọi người. Rơm thì nó cũng khá là dễ mục, trong khoảng một tháng mà khi mà chúng ta cho ăn đó, thì vi sinh trong phân trùng quế cũng sẽ phân giải cái rơm này mục ra. Rơm bản chất của nó cũng khá là nhiều chất hữu cơ và kali hữu cơ, nó sẽ cung cấp thêm dinh dưỡng cho phân. Và một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo.